còn là thời điểm thích hợp dành cho đội hình VV Gaming để có thể combat. Trong khi đó được quay trở lại khu vực này, Dynamite Limit bắt đầu combat đội hình của BV Eagle Esports, và đó là kill dành cho vị trí của F1. Tiếp tục phát hiện ra hai thành viên còn lại Dynamite Limit, lợi thế rất lớn dành cho BV Eagle Esports ở trong tình huống này. Vừa rồi thì Nam Xin đã được cứu dậy, bây giờ tỷ số về người đang là 2-4. Quá nhiều lợi thế dành cho Eagle Esports. Chua có không có dùng quả nết, và chắc chắn quả nết này sẽ cẩu thẳng lên khu vực tròi nơi mà chiến lúc của những người đội mình đang cố gắng cứu nhau. Quả nết đó là chấm hết dành cho đội viên của Dynamite Limit. Xích ai của bên dưới này đang cố gắng cứu lên cái tên Team Z, thì có cứu được hay không đây thì mà cả bốn người bên phía Eagle Esports sẽ đẩy lên. F1 cô hiểu cũng chỉ có Nam Xin còn vẫn nhiều một người, và bây giờ đổi được một mạng đến từ Xích ai nhưng không thể làm được gì hơn khi đội viên của Eagle Esports ở trên này là quá đông người. Trong khi đó bên phía Team Watt Media khó rồi. Tầm này bóc cơ binh họ chỉ được trải tầm 3-4 quả nết thôi thì sẽ bye bye đội của bên Watt Media luôn. Bên trái là cơ binh và đó sẽ là bye bye bằng một quả nết của Chí Spy, quả nết cân hải. Bin rất tự tin với một tiếng áp sát vào phía trong của căn nhà này, nhưng mà nên nhớ rằng là Bin chưa lock được vị trí của thành viên bên phía giờ mà bên phía Watt Media đâu nha. Nó sẽ là một con dao hai lưỡi dành cho Bin. Nhưng pha bắn phải nói cực kỳ tỉnh táo đến thành viên bên phía Talon All-Star. Chúng ta nhìn cái cách mà Bin anh ta xử lý đội hình của Ghost Media trong tình huống này không được vội vã. Nhưng bây giờ thì Ghost Media họ đang muốn làm người chủ động hơn, bắt đầu ép giả. Bin đọc ao được một người, đưa về tướng 3-4 và đó sẽ là 2-4. Nhưng từ từ khi mà Bin anh ta bắn lôi trong tình huống này rồi, chạy lên được cả tầng 2, đóng được cả cửa và đã trả thêm quả nết quả lửa đến vị trí Bin. Và đó là Bin anh ta nằm xuống. Cái quái đang xảy ra trong tình huống combat vừa rồi giữa Ghost Media với đội hình bên phía Talon All-Star. Và đây là vị trí nhà, nó sẽ block nhau. Talon All-Star bị knock out với tới 2 player rồi, mất thêm cả vị trí của Hunty và chỉ có duy nhất vị trí của Keo và cũng như là vị trí của Luka thôi. Talon All-Star đang tan vỡ và bị clear hoàn toàn bởi Ghost Media trong tình huống combat này. 6 mắt chắc chắn trong tình huống này thì đã phát hiện ra cái tên Pain ở bên khu vực nhà này, vừa đi vừa check đến từ vị trí của CI. Ui ôi, thôi quả này thì tổn thương sâu sắc rồi. Vâng, cầu trời niệm phận dành cho vị trí của Pain rồi. Rõ ràng thì cái tên bên phía team Made in Vietnam họ cũng muốn hỗ trợ, nhưng bây giờ là thêm một quả lửa miễn phí dành cho cái thành viên bên phía team Made in Vietnam. Và đó sẽ là quả lửa mà kết thúc lại player bên phía team Made in Vietnam. Tôi còn tin cả thậm chí, ui Xích ai đúng là sáu mắt thật anh ạ, nhìn một khoảng cách mà tôi nghĩ rằng là đến cả tôi thậm chí anh cũng không thể nhìn thấy. Vẫn là F1 Korea thôi, bây giờ biết có đạn hay không đây khi mà vị trí F1 Korea nãy giờ anh ta khều hơi nhiều. Lát vẫn đang bị bó góc ở trong vị trí nhà vệ sinh này, con xe nổ rồi không sao cả, cần phải có quả nết tốt vào cái lỗ cửa sổ vòng vệ sinh. Như vậy F1 Korea anh ta quyết nhảy xe xuống dưới và muốn tấn công vào vị trí của bên phía RAT. One More cũng vậy nhà. Và đó sẽ từ cái kẹp xăm của đội viên RAT, lửa nhiều quá, tại vì sao chạy ra ngoài được đây anh ơi. Và Thiên IK bị cháy rồi, Pia nằm xuống, Thiên IK thậm chí đang không có máu cơ, phải cuốn cho mình những cái băng đết. Vâng, một tình huống phóng hỏa đến từ cái thành viên bên phía team Eagle Esports là thành công. Thì bây giờ Thiên IK là player cuối cùng, Thiên IK còn bị cháy nữa, và ngay sau đó thì Thiên IK bị lùi tàn bởi những quả nết. Đón xem ngay PNPL Việt Nam mùa xuân 2022 được phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng. Endless Fight.